Xin kính chào quý vị và các bạn. Khởi đầu tuần làm việc với những thông tin thời tiết mới nhất mà chúng tôi sẽ đề cập trong bản tin sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là 31 tháng 3, lại là ngày nắng nóng ở tại các tỉnh thành khu vực phía Tây Bắc Bộ khi chịu tác động trực tiếp của vùng áp thấp nóng phía Tây. Trời phổ biến là ít mưa nên nhiệt độ cao nhất ở tại các tỉnh như là ở tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có thể lên tới mức 35 đến 37 độ. Cùng với bản chất khô của khối khí nóng thì độ ẩm cũng hạ thấp xuống 35 đến 45%. Tương tự, vùng núi phía Bắc kéo dài từ Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang cho đến Lạng Sơn. Thời tiết vẫn ít mưa, ngày còn oi nóng với nhiệt độ trưa chiều lên cao trên 30 độ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ bao gồm cả khu vực thủ đô Hà Nội, sáng nay còn nhiều mây, mưa nhỏ xảy ra ở một vài nơi với lượng cũng không nhiều. Tuy nhiên là hiện tượng sương mù tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, độ ẩm không khí cao và trời nồm ẩm. Phải đến trưa chiều trời mới giảm mây và hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ trở lại với nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên tới mức 27 cho đến 30 độ. Tuy nhiên, đáng lưu ý là từ khoảng đêm nay, rãnh áp thấp này sẽ bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc và thời tiết sẽ lại có chuyển biến với mưa rào và dông xuất hiện trở lại tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông, bà con cần phải đề phòng, khả năng là có tố lốc và gió giật mạnh. Thời tiết tại ven biển miền Trung sẽ chưa có nhiều chuyển biến trong ngày hôm nay. Vùng áp thấp mở rộng về phía Nam vẫn là nguyên nhân chính khiến nền nhiệt độ tại đây tăng khá cao. Nhiệt độ trưa chiều ở tại khu vực Bắc và khu vực Trung Trung Bộ đồng loạt tăng lên ngưỡng từ 32 cho đến 35 độ. Đặc biệt vùng núi phía Tây, các tỉnh như là Tương Dương, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Nam Đông Huế, Trà My, Quảng Nam, Ba Tơ, Quảng Ngãi do hiệu ứng phơn nên còn có nắng nóng với ngưỡng nhiệt độ từ 36 đến 38 độ. Mặc dù không phải đợt nắng nóng diện rộng và điển hình, tuy nhiên đây cũng là đợt nắng nóng đầu tiên tại các tỉnh vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp đôi chút bất lợi. Tuy nhiên, từ ngày mai khi mà không khí lạnh tăng cường xuống và đẩy lùi ảnh hưởng của áp thấp nóng, thì nhiệt độ giảm, nắng nóng vì vậy sẽ có cơ hội là chấm dứt ở tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Các tỉnh Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, trời cũng tiếp tục là ít mưa, nên nhiệt độ cao nhất ngày giữ ở mức là từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, những cơn mưa trái mùa ở tại khu vực phía Nam của Tây Nguyên vẫn diễn ra, tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Dù có lượng không đồng đều nhưng mà cũng làm dịu bớt tình hình khô hạn ở trên khu vực. Khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục là ít mưa nên nhiệt độ cao, với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng là từ 32 đến 35 độ. Riêng Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng nóng nhẹ. Chuyển sang những thông tin thời tiết ở trên khu vực Biển Đông. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc và khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trời không mưa, tạnh giáo, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km và gió thịnh hành theo hướng Nam ở mức cấp 5. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, phổ biến là có gió Đông Đông Nam mạnh cấp 4, cấp 5. Mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn thông thoáng. Thưa quý vị, như vậy trong ngày đầu tuần, nắng nóng vẫn diễn ra ở tại các tỉnh Tây Bắc Bộ cũng như là khu vực phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ lên trên 35 độ, ảnh hưởng phần nào đến cuộc sống cũng như là sinh hoạt của người dân. Các tỉnh phía Nam trời vẫn phổ biến là không mưa, riêng ở Tây Nguyên thì có những cơn mưa rào và dông tập trung vào chiều tối. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 31 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một tuần mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thank you.